Tại trung tâm có lớp dạy thể dục, lớp cắm hoa Ikebana, lớp xếp hình giấy mang đến sự thư giãn và sáng tạo. Lớp học Phật Pháp Thiền để nâng cao trí huệ, lớp ăn lành, sống khỏe. Kính mời các bác đến tham dự ngày tổng khai giảng với thầy Hằng Trường ngày 17 tháng 11 lúc 9 giờ sáng tại trung tâm Điều Bi Phụng Sự. Tất cả các lớp đều miễn phí.